Oh boy. Cái căn này á thì hôm nay mình quay nhưng mà anh nghĩ là khi mà mình đăng lên thì nó đã bay rồi các bạn. Dạ, nhưng mà cũng xin giới thiệu với mọi người cái căn nhà rất là thích hợp với lại những người mà first time home buyer. First time home buyer mà thích khu Evergreen mà cần đi học ở phía trường Evergreen. Dạ, đúng rồi. Cái giá nhà thì rất là phải chăng. Mọi người đoán đi mọi người. Bây giờ là mình đoán thử coi cái giá này list bao nhiêu và nó sẽ bán bao nhiêu nha. Căn nhà thì rất là standard, rất là tiêu chuẩn là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì thật ra thì nó nhỏ bật mí với mọi người luôn là cái căn này thật ra là có 4 phòng ngủ rồi đúng không chị? Đúng, nhưng mà tại vì trên cái record thì nó để có 3 phòng ngủ và cái lot size nó tới 6.1. Dạ đúng rồi. Coi cái parking rồi, mình có thể để đến 7 chiếc xe. 7 chiếc xe ngay cái parking ngoài nữa. Nhà ready to move in conditions. Yeah. Hôm nay mình đi cũng có thấy có rất nhiều buyer đi xem. Nên quý vị, căn nhà này rất là hợp lý cho những người first time home buyers cần khu vực tốt, trường học tốt và cái giá tiền phải chăng. Chị có thể nói thêm với em về cái trường học đúng không chị? Trường học thì cái khu này mình sẽ đi học được cái trường Evergreen High School là for sure rồi. Còn mấy trường elementary school khu này vẫn tốt nha. Tại vì nó nằm giữa cái của Northwood với Flynn với Ruby. Cho nên bà con không có phải lo nếu mà có con nhỏ, quý vị con nhỏ mình đi học những cái trường ở đây đều là tốt để cho bà rất là an tĩnh. Hồi nãy giờ mình vô nhà là không có nghe tiếng động, không nghe gì cả. Hai chị em mình đứng đợi để vào xem nhà thì chị thấy là neighbor ở đây mình có giữ gìn á, cái nhà phía sân trước á, nhà nào cũng đẹp khang trang. Dạ. Yeah. Thì hiện tại á, thị trường của mình thì đang bắt đầu là sôi nổi hơn rồi, cho nên người ta là listing agent nào cũng sẽ có những cái deadline là offer due. Oh wow. Thì cái căn này á, offer due quá nhanh, ngày mai rồi chị. Ngày mai. Lên thị trường chưa được thôi nhưng một tuần không? Lên thị trường chắc chưa được một tuần. Đó. Mà chị biết không, như hồi nãy có buyer người ta đem cả loan agents để vô làm việc luôn tại chỗ. Em biết cái đó là cái step quan trọng. Sẵn đây hai chị em mình cũng nhắc lại là đối với các quý vị mà là first time home buyer thì bên đây KT với Jamie có những cái gọi là giấy flyer và có thể gặp luôn quý vị để giải thích những cái bước cần chuẩn bị và cái bước đầu tiên mà hầu như là agent nào cũng có cho quý vị cái lời khuyên á là cần phải có pre-approval. Đúng rồi. Yeah. Mà nếu như mà quý vị có dự định là mua nhà từ trong vòng từ 60 ngày trở lại á thì nên pre-approve để mà chuẩn bị trước, tại vì hiện tại thì ví dụ như là bây giờ mà pre-approve thì sợ là không còn kịp nữa. Yeah. Để cho ngày mai mấy cái offer. Chị nghĩ là cái nhà này nếu mà quý vị nào mà thật sự mà đã biết cái khu vực này rồi nhưng mà chưa có cái điều kiện đi xem căn nhà này thì xin liên lạc ngay với Katie và Jamie. Chào quý vị.